thành phố Hồ Chí Minh bệnh viện phát hiện mạo danh kêu gọi từ thiện. Ngày 12 tháng 3 năm 2023, bệnh viện Di đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một trường hợp giả mạo chữ ký của giám đốc và con dấu bệnh nhân trong công văn xác nhận tình trạng bệnh nhân kêu gọi đóng góp tiền từ thiện. Theo fanpage Chrome Năng Hội, tài khoản Hoàng Trung kêu gọi hỗ trợ cho bệnh nhân Hoàng Quốc Thái đang điều trị tại bệnh viện Di đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh và đăng tải giấy chứng nhận Tuy nhiên, bệnh viện di động một xác nhận không cấp giấy chứng nhận cho bệnh nhân này và cái giấy tờ đã bị giả mạo chữ ký của giám đốc bệnh viện. Bệnh viện chỉ chấp nhận đóng góp qua phòng công tác xã hội và không có bệnh nhân nào bị từ chối điều trị vì không có khả năng chi trả. Các nhà hảo tâm cần xác minh thông tin và liên hệ phòng công tác xã hội các bệnh viện trước khi hỗ trợ để số tiền từ thiện đến đúng người cần được giúp đỡ.